Cách đây 500 năm trước, Dreamland, nơi thần thiên nhiên sinh sống, đã từng bị tàn phá nặng nề. Sau cuộc chiến tàn khốc với tộc Quạ, Quạ Vương muốn bắt cóc các thần tiên luyện thuốc quý, nhẫn tâm tàn sát khắp nẻo. Cuối cùng, tộc Hoa Tiên đã phải hy sinh đến một nửa tộc nhân để phong ấn Quạ Vương. Cũng từ đó, tộc trưởng tộc Hoa Tiên được tôn làm chúa đảo. Tuy nhiên, Quả Vương cũng chỉ bị phong ấn tạm thời, hắn hoàn toàn có thể thoát ra vào một ngày đủ mạnh. Và ngày đó cuối cùng cũng đến. Trong phút chốc, sự tươi đẹp của Dreamland nhanh chóng biến mất. Ngươi đã khiến cho gia đình ta ly tán. Đây là thời khắc ngươi phải trả giá. Mẹ của hoa thần Bioni cùng các vị tiên hoa trao lại toàn bộ hồn hoa, pháp lực của mỗi vị thần tiên hoa tộc cho Bioni, nhằm bảo vệ và đưa nàng trở về quá khứ 500 năm trước. Sự kết hợp khiến cho toàn bộ các vị tiên hoa đều hy sinh. Bioni mang trong mình trọng trách cao cả, tiêu diệt Quả Vương khi hắn còn chưa hắc hóa. Bioni mất hết sức mạnh và còn bị thương nặng, rơi xuống vùng đất của con người. Lại còn gặp phải đám diệt ma sư, chuyên săn thần linh, tước bỏ đi phần đạo phép thuật của họ và đem về bán cho người giàu có. Vị tiên quả à, chỉ bằng lấy thân phục địch loài người đi. Mau thả ta ra. Bioni đã hoàn toàn kiệt sức, chỉ biết bất lực khóc. Thế rồi khi nàng tuyệt vọng nhất, Ryan xuất hiện. Lại là mày, chú bé đừng. Cút đi mau. Từ khi sinh ra, Ryan đã cù lần chậm chạp, to xác nhưng trí tuệ chẳng khác gì lũ trẻ lên 10. Bất kể khi nào có cơ hội, Ryan đều lén tìm cách thả con mồi của lũ diệt ma sư đi, vì thế luôn bị căm ghét. Ngươi là ai vậy hả? Vì bị ghét bỏ và xua đuổi nên Ryan đã chuyển đến sâu trong rừng sâu. Ồ, đẹp, đẹp, đẹp quá. Lắp bắp gì chứ, cái tên đần này. Những ngày sau đó, Ryan một mực chăm sóc Bioni, nhiệt tình trị vết thương cho nàng. Dần dần, Bioni cảm động trước sự ấm áp của chàng trai này. Dù bị đần, nhưng quả là chàng rất tốt bụng. Dĩ nhiên, Bioni vẫn không quên sứ mệnh của mình. Thế nhưng, nàng không biết phải kiếm tìm và nghe ngóng tin tức của Quả Vương ở đâu bây giờ. Nàng chỉ biết hắn có một vết bớt hình long quả trên ngực, khởi nguồn của sức mạnh hắc hóa sau này. Ryan luôn giúp nàng nghe ngóng thông tin về Quả Vương. Đến ngày thứ 7, thông tin về quả không có. Tuy nhiên, trên phố xảy ra những vụ án ly kỳ. Đó là sự biến mất của một loạt các cô gái trong độ tuổi cập kê. Ngoài ra, số lượng giả thú trong rừng cũng ngày càng trở nên thưa thớt. Vào một đêm không ngủ, một chuyện chấn động đã xảy ra. Không ổn rồi, đi thôi Ryan. Ấn chú trên trán chú hổ, ta đã nhìn thấy nó ở hiện trường các vụ án. Có tin đồn rằng Quả Vương khi xưa, để trở nên mạnh hơn, đã đoạt đi sinh mạng của không ít cô gái trẻ cùng thú hoang nhằm luyện ra đan dược.
chắc chắn việc này có liên quan đến hắn. Thế nhưng với sức mạnh bây giờ, nàng khó có thể chống lại hắn. Khi pháp lực đã hồi lại, Beoni tạm biệt Ryan, quyết định đến Dreamland tìm tộc trưởng. Thời này, hoa tộc của nàng vẫn chưa phải tộc mạnh nhất. Xét theo vai vế, đây chính là ông nội nàng. Anh nói hồ đồ, làm gì có chuyện quay ngược thời gian? Và ngươi có đúng là thiên hoa không? Mọi điều tôi nói đều là sự thật. Tộc trưởng thay đổi thái độ, lập tức vui mừng chào đón nàng đến hoa tộc. B.O.D. được đối xử theo đúng tiêu chuẩn của công chúa thời bấy giờ. Nàng ngày đêm cùng tộc trưởng nghiên cứu cách để tiêu diệt quả vương. Nàng cũng góp pháp lực gia tăng sức mạnh cho hoa binh. Mọi chuyện thay đổi vào một ngày nọ. Cứu tôi với! Ấn chú trên trán của ta. Xin ngài hãy cứu tôi. Hoa thần sẽ lấy đi linh hồn tôi để luyện thuốc mất. Beoni nảy sinh nghi ngờ, liền lén theo dõi. Nàng không thể tin vào mắt mình khi phát hiện ra căn phòng bí mật của tộc trưởng. Nơi đây giam giữ số lượng lớn các cô gái trẻ cùng các loại giả thú, linh thú có ấn chú trên đầu. Kẻ đứng sau tất cả là ông nội của nàng, chứ chẳng phải quả vương nào hết cả. Việc quả vương phá nát Dreamland cũng là do bị đổ oan và mất đi gia đình. Tất cả chỉ là giả dối. Rốt cuộc ngươi cũng biết được sự thật. Ngay từ đầu hắn không tin lời nàng nói, hắn chỉ phối hợp diễn theo để hòng lợi dụng sức mạnh của nàng. Thậm chí nàng sẽ là nhân tố chủ chốt khiến đinh đan của hắn trở nên mạnh hơn nữa. Bấy lâu nay kẻ thù đáng khinh nhất vẫn là người luôn thân cận bên tôi. Tôi sẽ không tha cho ông đâu. Mau bắt nó lại. Cái cổng quỷ quái, mau mở ra nào. Ôi Ryan. Thì ra không yên tâm về Beoni, đồng thời luôn thương nhớ nàng, Ryan ngày ngày chỉ biết lặng thầm ngóng trông từ ngoài cổng. Chỉ cần thấy thân ảnh đó xuất hiện thêm một lần nữa thôi là chàng ngốc đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Thấy B.O.D. bị hoa binh tấn công, Ryan không nghĩ nhiều, liền chắn phía trước bảo vệ nàng. Đừng động đến B.O.D. Ngươi chỉ là người phàm yếu đuối, có thể sẽ mất mạng đó. Không! B.O.D. đau đớn đến điên cuồng khi thấy thân ảnh yếu đuối đó gục xuống. Xin nàng đừng khóc. Đồ ngốc! Đến giờ phút này vẫn còn nói được sao? Đột nhiên từ ngực Ryan phát ra hình một chiếc lông chim lóe sáng. Lông quả? Lẽ nào Ryan chính là... Luồng pháp lực mạnh mẽ chuyển hóa Ryan thành quả vương trong truyền thuyết. Ta không phải là con người, vì sao? Những giọt nước mắt phép thuật cùng khát vọng tình yêu mãnh liệt dành cho Beoni đã khai mở bản thể của chàng. Beoni hiểu rằng mình thì ra chính là lý do 500 năm trước Ryan hắc hóa.
Có thể ở thời điểm quá khứ, nàng phải ra đi, dẫn đến việc Ryan điên cuồng trả thù. Ryan, ta thật không biết phải làm sao nữa. Nếu tìm cách tiêu diệt tộc trưởng, đồng nghĩa với việc những truyền nhân như nàng chẳng thể ra đời, Hoa tộc bị xóa sổ. Thế nhưng cứ để hắn tự tung tự tác thì thảm họa kinh hoàng của Dreamland sẽ diễn ra. Trận chiến thực sự giữa nàng, Ryan và tộc trưởng diễn ra là điều không thể nào tránh khỏi. Nhưng chỉ cần Peony bình an, Ryan sẽ không phát huy được hoàn toàn sức mạnh đủ để tiêu diệt tộc trưởng. Để điều đó diễn ra, dù là rất nhẫn tâm với Ryan, thì nàng buộc phải biến mất. Nàng cần tìm lý do nào đó tạm thời giữ chân Ryan. Peony đau lòng buộc trở lại gặp tộc trưởng. Vì tương lai toàn tộc, tôi chấp nhận đưa toàn bộ pháp lực để ông thâu tóm Dreamland. Tốt lắm, rốt cuộc ngươi đã thông suốt rồi. Trước khi từ bỏ hồn hoa, Peony lén gửi ám hiệu đến Ryan. Thì ra đang lừa hắn rằng tộc trưởng cướp đi một thứ vô cùng quan trọng mà chỉ nàng lấy lại được. Khi nàng phát ám hiệu, Ryan nhất định mới được xuất hiện. Thời khắc Ryan ập đến thì Peony đã lấy ra hồn hoa của nàng rồi. Có một điều tộc trưởng không lường trước được, hồn hoa của Peony được trộn lẫn pháp lực của các vị tiên hoa khác nên chứa sức mạnh khổng lồ. Khi bước vào trận pháp cũng là lúc một lần nữa nàng có thể xuyên thời gian trở về tương lai và tạo ra vụ nổ chấn động hủy đi toàn bộ những gì tộc trưởng cất công thu thập. Ngươi đồ phản bội! Nhất định chàng phải tiêu diệt kẻ ác. Ta ra đi là tự nguyện. Dreamland không có lỗi. Đừng trả thù mù quáng. Khoan đã, hãy đợi ta, rồi mình sẽ gặp lại nhau. Khi mở mắt ra, Peony thấy khắp nơi đều lạ lẫm. Cảnh quan Dreamland vẫn tươi đẹp hệt như lúc chưa bị tàn phá. Peony vội vàng chạy đến điện chính, nơi lưu giữ lịch sử của toàn vùng. 500 năm trước, tộc trưởng hoa tộc tàn ác xấu xa bị một người anh hùng tên Ryan tiêu diệt. Sau trận chiến, Ryan bị thương nặng, cơ thể được đưa đi lưu giữ và trị thương. Tộc trưởng kế nhiệm của hoa tộc lấy công chuộc tội, suốt 500 năm cung cấp pháp lực để bảo vệ và nuôi dưỡng cơ thể của vị anh hùng này, chờ ngày ngài thức giấc. Tuy không còn là tộc giữ vị trí chúa đảo nữa, nhưng hoa tộc vẫn luôn đóng góp rất nhiều cho sự phồn vinh toàn vùng. Peony biết đó chính là tiếng chuông báo hiệu điều gì. Cuối cùng ta cũng thực hiện được lời ước hẹn 500 năm trước rồi. Hãy cùng subscribe qua Fairy Tale để theo dõi những câu chuyện hay nhé. Và xin hãy để lại bình luận cảm nghĩ của bạn.